Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, nguyên lãnh đạo công chức huyện Đắk Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 4 đối tượng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông khởi tố gồm Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Long, Phạm Nguyên Vũ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Long, Đường Công Đức, công chức địa chính xã Quảng Sơn và Cờ Tang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Long. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019, UBND huyện Đắk Long đã cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích hơn 49.960 ha đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng được nhà nước giao cho Viện Khoa học Quản lý và hơn 1.950 ha được nhà nước giao cho Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý. Theo kết quả điều tra, việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của 4 bị can nêu trên. Ngày 1 tháng 12 tại tỉnh Hà Nam, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC tổ chức tọa đàm về chia sẻ kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì tọa đàm. Các chuyên gia của UNODC, Bộ Tư pháp và Bộ Công an tại tọa đàm đã chia sẻ kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người đi di cư trái phép, trình bày các tham luận và thảo luận về kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép. Tọa đàm là diễn đàn thích hợp để các đại biểu, các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ, trao đổi và thảo luận các quy định của pháp luật Việt Nam, thực trạng tình hình mua bán người, đưa người di cư trái phép tại Việt Nam, các thách thức về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép và phương hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.